Nếu như muốn đoản thọ, chết oan, rước đại bệnh vào người thì cứ chủ quan mà uống mật ong theo kiểu này cực độc, hủy gan thận, càng uống thì càng tổn thọ. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến, thiên nhiên trời đất quả thật đã dành một sự ưu ái đặc biệt cho con người khi ban tặng cho chúng ta biết bao nhiêu đặc sản, bao nhiêu cao lương mỹ vị, cùng những thực phẩm trường thọ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Một trong những số đó chính là mật ong, dòng dưỡng chất tinh túy, sánh mịn, ngọt ngào được chất lọc từ công sức của những chú ong rừng chăm chỉ. Mật ong vốn rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng có một số sai lầm trong quá trình sử dụng mật ong lại có thể gây đe dọa đến tính mạng, phá hại gan thận, thậm chí là khiến cho cơ thể của chúng ta bị suy nhược nặng nề mà chúng ta vẫn vô tình mắc phải. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe ngày hôm nay để lưu ý không phạm phải các điều cấm kỵ biến mật ong thành liều thuốc độc đe dọa đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình quý vị nhé. Nếu muốn đoạn thọ chết oan, rước đại bệnh vào người thì cứ chủ quan mà uống mật ong kiểu này cực độc, hủy gan thận, càng uống càng tổn thọ. Mật ong vốn là một vị thuốc quý mà các vị lương y thời xưa cực kỳ ưa chuộng. Trong tự nhiên còn được gọi là bách hoa cao hoặc bạch mật, thạch mật, là sản vật quý của tự nhiên. Vừa là món ăn lại vừa là vị thuốc. Mật ong cũng rất quen thuộc với con người ở khắp nơi trên thế giới, với nhiều ứng dụng trong đời sống và y dược. Theo y học cổ truyền, mật ong có vị ngọt, tính bình, không độc. Mật ong có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta vô tình kết hợp mật ong với các thực phẩm đại kỵ thì sẽ vừa làm mất đi công dụng tuyệt vời của mật ong, lại có thể gây ngộ độc và tạo nên mầm mống của bệnh tật hoặc gây nên các hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe. Dưới đây là 7 loại thực phẩm đại kỵ với mật ong cần tuyệt đối tránh kẻo gây nguy hiểm cho cơ thể. 1. Mật ong kỵ với tàu phớ. Tàu phớ cũng là một sản phẩm chế biến từ đậu nên rất kỵ với mật ong. Trong đông y có nói tàu phớ ngọt, tính hàn, có thể thanh nhiệt tán huyết. Tuy nhiên, nếu ăn kèm chúng với mật ong có thể gây tiêu chảy, bởi những loại enzyme có trong mật ong và khoáng chất, protein thực vật trong tàu phớ hòa trộn với nhau sẽ phản ứng sinh hóa không có lợi cho sức khỏe. 2. Mật ong kỵ với đậu phụ và sữa đậu nành. Đậu cũng như các sản phẩm chế biến từ đậu như sữa đậu nành và mật ong đều chứa rất nhiều dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu bạn kết hợp đậu phụ chung với mật ong hoặc là dùng mật ong thay thế đường trong sữa đậu nành. Bởi lúc này, các khoáng chất, protein thực vật, axit hữu cơ trong đậu phụ nếu kết hợp với enzyme trong mật ong sẽ gây ra các phản ứng sinh hóa cực kỳ bất lợi cho sức khỏe. Bạn hãy đặc biệt lưu ý điều này nhé. 3. Mật ong kỵ với hành và hẹ. Chúng ta thường sử dụng hành tây và hẹ để nêm nếm cho các món ăn thêm phần ngon miệng và hấp dẫn. Nhưng điều này sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu trong các món ăn này có chứa mật ong. Mật ong khi kết hợp chung với hành tây sẽ khiến cho các axit hữu cơ cùng enzyme trong mật ong gặp chất lưu huỳnh trong hành tây, làm nảy sinh các phản ứng hóa học có hại hoặc sản sinh ra các chất độc kích thích đến dạ dày gây tình trạng tiêu chảy. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn mật ong với hẹ, bởi mật ong có tác dụng nhuận tràng. Nếu ăn cùng hẹ giàu chất xơ cũng rất dễ gây tiêu chảy. Hẹ giàu vitamin C, nhưng nếu gặp các khoáng chất đồng, sắt trong mật ong thì dễ gây ra phản ứng oxy hóa, hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có mà còn gây phản tác dụng. 4. Mật ong kỵ với cua và hải sản. Bạn cũng biết đấy, cua và hải sản có tính hàn, còn mật ong khi ăn quá lượng rất dễ tiêu chảy. Nếu dùng chung hai thứ này sẽ kích thích đường ruột và dễ gây tiêu chảy, thậm chí trúng độc. Vì vậy, bạn tuyệt đối không nên ăn mật ong chung với cua. 5. Mật ong không ăn cùng với cơm. Nghe có vẻ rất khó hiểu vì cơm vốn dĩ mát, lành, chúng ta vẫn ăn hàng ngày, còn mật ong lại bổ dưỡng.
Nhưng sự thật là mật ong ăn cùng cơm có thể làm bạn bị đau dạ dày. Đa phần, chúng ta không gặp phải sự cố vì ăn mật ong chung với cơm, mà là ăn các món ăn có chứa nhiều mật ong cùng lúc ăn với cơm, vô tình sinh ra phản ứng gây ngộ độc. 6. Mật ong kỵ với rau thì là. Mật ong và cây thì là, nếu vô tình kết hợp chúng trong một món ăn nào đó sẽ không tốt, có thể gây tổn thương gan, sưng hoặc đau mắt đỏ. Các bà nội trợ hãy tránh điều này để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. 7. Không pha mật ong với nước sôi. Mặc dù mật ong có thể uống chung với nước ấm rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu bạn pha mật ong với nước đun sôi lại không hề tốt. Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú. Nếu hòa lẫn với nước sôi, sẽ không thể duy trì được màu sắc, mùi vị tự nhiên, mà còn phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C. 8. Mật ong không nên dùng với bột sắn dây. Xin được chia sẻ với bạn rằng, mật ong và bột sắn dây kết hợp chung với nhau có thể dẫn đến tình trạng đột tử. Có rất nhiều người quả quyết rằng bột sắn dây mà pha với mật ong trở thành loại nước cực độc có thể gây chết người. Và trên thực tế, cũng có nhiều trường hợp sau khi uống mật ong pha với bột sắn dây đã dẫn tới hôn mê rồi tử vong. Mà bạn cũng biết đấy, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Do vậy, các bạn nên tránh hỗn hợp này nhé. 9. Mật ong rất kỵ với cá chép. Nếu vô tình trong món ăn nào đó, bạn kết hợp mật ong và cá chép là không tốt. Cơ thể có thể bị trúng độc ngay. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc. Bên cạnh việc lưu ý các món ăn đại kỵ với mật ong, thì bạn cũng cần ghi nhớ về những thời điểm cần tuyệt đối tránh không uống mật ong, kẻo gây hại cho sức khỏe như sau. 1. Không uống mật ong trước khi ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn có thói quen uống nước mật ong trước khi đi ngủ thì hãy dừng lại, bởi nó vừa không tốt cho sức khỏe, vừa không có tác dụng làm đẹp da cho phụ nữ. Nếu uống trước khi ngủ, khiến lượng đường trong máu tăng cao, không tốt cho việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch hay mạch máu não. Đặc biệt với người cao tuổi hay có tiền sử về các bệnh mỡ trong máu cao, càng nên từ bỏ thói quen này. Với riêng phụ nữ, một ly mật ong ngọt uống trước khi ngủ càng làm da dẻ kém tươi sáng. 2. Không uống mật ong ngay sau khi ngủ dậy. Nhiều người có thói quen uống nước mật ong ngay sau khi buổi sáng thức dậy. Điều này sẽ không thích hợp vì bắt đầu bữa sáng bằng một ly mật ong khiến thận phải làm việc nặng nề, dẫn đến chức năng bài tiết nước tiểu hay thải độc trong ngày của thận tương đối ì ạch và chậm chạp. Sự trao đổi chất cũng diễn ra kém hiệu quả. Theo các chuyên gia, uống mật ong buổi sáng rất tốt, tuy nhiên tùy từng đối tượng mà áp dụng. Lưu ý, cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới, hãy uống một cốc nước ấm trước. Sau đó 10 phút, có thể thực hiện kế hoạch giảm cân, đẹp da bằng ly nước mật ong ấm. Có rất nhiều người đã nắm được các thời điểm uống mật ong chính xác, tránh xa được các sai lầm khi sử dụng mật ong. Tuy nhiên, lại không xác định được các nhóm đối tượng cần hạn chế uống mật ong, vậy là sức khỏe vẫn có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng. Dưới đây là một số đối tượng nên kiêng kỵ hoặc hạn chế uống mật ong, kẻo chuốc lấy bệnh tật vào người. 1. Người mắc bệnh tiểu đường. Như chúng ta đã biết, về cơ bản bệnh tiểu đường, đái tháo đường thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate, protein, mỡ khiến cho lượng đường trong máu luôn ở mức cao, gây phá hủy mạch máu nuôi dưỡng cơ quan trong cơ thể như tim mạch, thận, mắt, dây thần kinh, dẫn tới biến chứng như suy thận, mù lòa, hoại tử chi. Bởi thế, nên hạn chế nạp vào cơ thể những thực phẩm chứa chỉ số đường huyết thực phẩm cao. Mà bạn biết đấy, mật ong lại nằm trong số đó. 2. Người bị bệnh xơ gan. Xơ gan là một bệnh gan mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan. Mặc dù bệnh nhân viêm gan B rất thích hợp để uống mật ong vì monosaccharide trong mật ong có thể làm giảm gánh nặng cho gan,
nhưng ở bệnh nhân xơ gan không uống rượu mật ong, bởi vì nó sẽ làm trầm trọng các triệu chứng của bệnh này. 3. Trẻ em dưới 1 tuổi. Mật ong giàu dinh dưỡng, vì thế nhiều bà mẹ do vừa muốn điều chỉnh hương vị, vừa muốn thêm mật ong để tăng giá trị dinh dưỡng cho thức ăn dặm của trẻ. Ngoài ra, vì rất tốt cho họng, các cụ xưa cũng thường cho trẻ uống mật ong để trị và phòng ngừa ho cho trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng trẻ em dưới 1 tuổi không được uống mật ong. Mật ong trong quá trình pha chế, vận chuyển dễ bị nhiễm botulinum. Các bào tử botulinum vẫn thích nghi và có thể tồn tại trong nhiệt độ 100 độ C. Mà chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn yếu, chức năng giải độc gan cũng chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng. Botulinum dễ dàng xâm nhập vào thành ruột, kết hợp với một số chất tạo ra độc tố gây ngộ độc. Trước khi trẻ được 1 tuổi, không nên cho ăn mật ong và các sản phẩm từ mật ong. Đây là lời khuyên của các chuyên gia y tế. 4. Người bị rối loạn chức năng đường ruột. Mật ong có thể làm cho đường ruột co thắt mạnh, dẫn đến rối loạn chức năng đường ruột, gây ra chứng như đi ngoài, táo bón. Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về hệ tiêu hóa, thì nên hạn chế uống mật ong để đảm bảo cơ thể được khỏe mạnh và an toàn. 5. Người bị béo phì không nên lạm dụng mật ong. Mặc dù mật ong chứa rất nhiều những vi chất bổ dưỡng, nhưng đồng thời, mật ong cũng được xếp vào hàng chất ngọt đậm đặc nhất, thậm chí là còn hơn cả mía và đường. Do đó, bạn không nên sử dụng nhiều. Lý do là vì nếu sử dụng liều lượng mật ong quá nhiều, trên 50ml một ngày, thì sẽ tăng khả năng đối mặt với chứng thừa cân béo phì. 6. Người vừa mới phẫu thuật, cơ thể suy nhược. Những người mới phẫu thuật đang bị mất máu nhiều, cơ thể rất yếu. Nếu hấp thụ quá nhiều chất bổ, dễ làm cho gan bị chướng, nghẹn khí, gây chảy máu ngũ quan, xuất huyết nội tạng, đặc biệt nguy hiểm cho sức khỏe. Ai cũng biết rằng mật ong là thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn hữu hiệu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nên dùng mật ong thường xuyên. Đối với những ai đang có hệ miễn dịch và tiêu hóa yếu, như vừa kết thúc đợt ốm nặng, đang bị sốt, virus thì không nên dùng. Quý vị và các bạn thân mến, mật ong là món ăn có thể nói rất quen thuộc đối với chúng ta, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì thế, hãy ăn loại thực phẩm này đúng cách, đúng khoa học để có nhiều lợi ích nhất nhé. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới bạn bè, tới những người thân yêu của chúng ta để được áp dụng và cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.